Anh An ơi. Ui rồi, em chào anh. Hai bố con đi nhanh thế. Lắp ở dưới đấy hả anh? Hai nhà luôn à? Hay là một nhà đấy? Hai nhà. Vâng. Rộng rãi nhỉ, sướng thế. À, ngắm nghía không gian nhanh đấy. Ừ, trước anh có bộ loa thì cũng hầm hố này. Thế à? Bộ này mua đâu chưa anh? Lúc đời. À thế à, bắt tay cái đó. Từ 2016 luôn. À thế à. Dạ. Đây là con trai thứ mấy? Đầu. Con trai đầu luôn hả? Dạ. À. Thế là anh Hân biết bọn em từ lâu chưa? Tên TikTok lâu đài rồi. Lâu rồi á? Dạ. Thế à? Đây là cùng trùng hợp là anh trai thì cùng tìm hiểu là ở trên YouTube á. À. Tức là anh trai anh chỉ biết trên YouTube, còn anh thì biết em trên TikTok. Dạ. À. Thế là đến thời điểm bây giờ biết bọn em được đến bao lâu? 1-2 năm chưa? Chưa tới nữa, đúng là tầm nửa năm đổ lại đấy. À. Dạ. Thế nhưng mà có sợ mua trên mạng không? Có sợ gì đâu. À. Nhiều người sợ nên, mua trên mạng. Nên tiền trao múc mà. Ừ. Có phải là... Đúng rồi. Hay thì mới phải thanh toán mà đúng không? Dạ. Hay thì thanh toán mà. Giống bố phết nhờ, khó khỉnh nhờ, ngoan hết. Bố bên xe máy vẫn ngồi im nhờ. Dạ. Thế bây giờ là cái bộ cũ này bỏ đi đâu ấy? Dạ. Cái lời ra quăng thôi. Hay là cứ... Quăng ra ngoài nhá. Còn trong này thì cái cả cái đầu CD của anh cũng bỏ cái luôn. CD 5 số lâu đời đấy. 6 số thì 5 số. Giờ giữ được cái đồ này là hơi bị hiếm ấy. Đồ cổ đấy. Nói chung là nghe nhạc thì vẫn nghe được. À. Nhưng mà hát thì nó không ổn lắm. Vâng. Thế còn cái đôi loa này của anh là mua mới hay mua bãi? Mua mới lâu rồi. À. Mua từ 2016 giờ. Cũng lâu rồi nhỉ. Giờ thì coi như là để làm chân loa kia thôi, đúng không? Dạ. Em... Đó là để tạm thôi, còn khả năng thì theo nữa thì cắt hai cây này đi. À, cắt hai cây cao cao này cái đi. Cái này tháo được mà đúng không? Tháo rời ra được. Đúng rồi. Này cắt hai cây để hai cây hai bên. Đúng rồi. Này. Em nghĩ là tháo được mà ra thì là đặt hai loa hai bên là đẹp. Nó có một cái cục súp hồi trước súp có thì mình cho trong góc. Thế em triển khai luôn nhá. Dạ dạ dạ. Anh cứ đặt triển khai làm thôi. Vâng. Đây rồi. Ừ. Công ty mình ở đâu đây hả? Em ở Long Biên, Hà Nội. Dạ. Chỗ này. Đúng rồi. Hà Nội ạ. Vâng ạ. Dàn karaoke. Anh lắp dàn karaoke. Nhà mình có chưa anh? Nói chung là có thôi trước rồi nhưng mà giờ cũng thay rồi. À. Anh thế nào với anh Hân, hàng xóm hay là thế nào? Không. Mình ở trong xóm trong. Kỹ thuật số hết. Vợ cái này giơ tivi lên vì hơi dày lên giờ mình cũng phải. Nhấc tivi ra hả? Tốt anh tốt ra. Tốt cái dây ra. Rồi. Con bỏ lên ghế cho em, bỏ cái này đi. Có cái này nữa sao? Bỏ đốt ra chứ nhỉ? Cái đầu này. Đằng nào giờ còn đĩa đâu mà chơi nhỉ? Đầu đĩa ngày xưa. Cái đầu mic cũng bỏ đi. À, đúng bầu. Ừ, mới ra đánh hay lắm. Nó không phải nó đánh ù như ngày xưa đâu. Có cái loại mà đánh từ xuống đất thì đẹp hả? Đánh xuống đất cũng có nhưng mà nó không đẹp bằng đánh ngang được. À. Đánh ngang thì nó đẹp hơn. Anh ngồi phía trước cũng lai. Mình nghe được trực tiếp cái chất âm. Cái gì anh? Cái dòng này bắt được mic này à, bắt mic được mấy bao nhiêu mét hả? Mic ở đây thì anh để đây cho anh ra ngoài ngõ hát được. Không, ý là em hỏi thôi, tại vì để nếu mà cần thì để bữa sau mà mua rồi em mua cho nhà thờ mà. À, nhưng mà bình thường nếu mà không có vật cản thì nó khoảng tầm 100 mét. Thế đến nhà thờ bây giờ đang dùng cái dòng A55. À, A55 của Su ấy hả? Vâng. Cái dây hả? Cầu dây. Không mượn anh cái gậy để cầu dây. Thế sao lại nâng lên hả? Đây anh. Sinh luôn đúng không? Lọt không? Lọt dưới. Vừa đẹp này. Lọt dưới luôn vừa đẹp đó. Đang quay. Anh là ai đấy anh? Anh trai đây. À anh trai anh à? Anh trai là anh coi mua tên này, này. Cũng theo dõi em ấy hả? Anh coi ở tên này anh gửi sang. Anh Hòa bữa trước gọi là hẹn là buổi thẳng á. À anh Hòa đúng không? Vâng. Đắp ngon lành thử hát thử. Em chào anh. Anh đang ở đâu đấy? Anh ở Hà Tĩnh á. Hà Tĩnh à? À. Mai em lắp Hà Tĩnh, hôm nay lắp cho anh ở đây xong rồi mai về Hà Tĩnh. Đêm khả năng đêm nay vào. Xong rồi mình phải tình đất lên đặng lên mình nhà solo nữa bạn. Ok anh. Nhân trí á. Thế là anh xem em trước xong rồi giới thiệu cho anh ấy à? Anh Hân à? Đây là theo dõi trên YouTube, còn em lại biết trên TikTok. À. Muốn anh em một kênh, nhưng mà cuối cùng là hóa ra là một nơi. Cùng nơi. Đúng không? Em đang lắp rồi, đang triển khai rồi. Hai anh trai bên bộ làm ông Hà Tĩnh á. À, đây là anh ruột luôn đấy hả? Anh ruột. Ủa thế nhà sau anh em trai mà. Sáu anh em trai cơ?
Chứ hai, anh thứ mấy? Hai gái, anh thứ tư. À, thứ cơ. Sau em trai đó, thứ ba. Kia hả? Ừ. Đây là đại gia đình nhà mình đấy hả? Dạ. Ui đông thế hả? Đó là dâu đó, mới có hai dâu. Ừ, hai dâu nhưng mà đã đông hai dâu một rể. Nhưng từng kia tới cháu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chừng nhà thêm đưa nữa rồi. Đông vui nha. Để trái tim ta đã mang thương đau, ta mới tìm về lại đời chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi. Cho em thử một bài mà. Bài gì anh? Ca vang tình yêu chưa? Tiên tri như vầng dương soi qua khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vươn qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấm bênh. Dòng sông êm đềm lên trôi,
trùng thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Quy Dương, nước chảy còn hương bao niềm thương. Cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bình tự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Đừng cho năm tháng mơ thương nhớ, đêm nào chẳng thể đã bạn ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chắc em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn hương. Mỗi khi sương chiều xoáy hòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi ngự còn thâu reo chiều buông tôi vẫn còn thương. Người đi mà chẳng nói một lời để anh chơi với giữa dòng đời. Lời yêu sao nay quá xa rồi, lời thương giờ nay cũng lặng trôi. Nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Bên người mà lòng em yêu, em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Em ơi, chữ tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đôi, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau đớn. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời, ngày xưa mẹ gánh con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời sương gió bi mù. Vì con hạnh phúc chẳng từ xa, để con gái mẹ đừng than sợ khi mẹ mất buồn màn gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm sau những ngày đắng cay. Lỡ đâu lá rụng tuổi này em sao? Mẹ ơi, sao biết ra sao con sao gánh hết công lao một đời? Bông hồng cài áo đung đưa, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Tức là anh cũng đã chơi rất nhiều các dòng la rồi đúng không?
âm thanh chỉnh vọc loa máy nhiều thôi, chứ không phải là chơi nhưng mà chỉnh nhiều thôi. Cũng nhiều trải nghiệm, cảm nhận đấy đúng không? Thì thế cái bộ dàn này thì anh cảm nhận nào về cái chất lượng âm thanh? Cho em một vài cái gọi là nhận xét, thay vì anh toàn xem trên mạng, toàn xem livestream trên video ấy, nhưng hôm nay mới được nghe trực tiếp, được hát trực tiếp thì anh cảm nhận là thì có cái ngoài hình nó đẹp á, ngoài hình đẹp này, chất lượng âm thanh thì có hơn những cái bộ trước mình đã dùng không? hơn trước nhiều đúng không? Thế còn về cái sử dụng kia thì anh thấy nó có dễ dùng không? Cái đó thì không cần bấm nhiều, thì chỉ cần bay, ví dụ như ông bố mà dùng thì chỉ cần ba cái nút kia là được rồi. Đấy, thế thôi. Còn mọi thứ em cài sẵn rồi mà. Dạ dạ. Đơn giản thôi. Còn nó sau này làm đẹp ấy, ông bỏ kệ một cái thay đổi như nào giúp em đặt loa lại vào vị trí là được. Phần mềm không phải cài đặt nữa. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Chúc anh sức khỏe nhá. Dạ. Vâng. Em cảm ơn các anh nhá. Vâng ạ. Thế là chị nhá. Bye bye con trai nhá. Úi giời, úi tay. Ngoan chứ. Em đi nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.